Chào các bạn, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2021. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Tin từ Houston, Texas, một thiếu niên 16 tuổi nổ súng, bắn chết cha dượng lúc đang dùng tiệc tại nhà hàng. Hôm thứ Tư ngày 28 tháng 4 thì một thiếu niên 16 tuổi đã bắn chết cha dượng của mình tại một nhà hàng ở khu vực Tây Nam thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng lúc 6 giờ tối tại nhà hàng Sabu John nằm ở số 11200 Bel Air Boulevard theo Sở Cảnh sát Houston, viết tắt là SPD. SPD cho biết thêm gia đình đang mở tiệc ăn mừng tại nhà hàng nói trên thì nghi phạm bất ngờ rút súng và bắn một phát vào đầu người cha dượng khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Vụ nổ súng xảy ra bên trong nhà hàng nơi có rất đông thực khách đang dùng bữa vào thời điểm nổ súng. Danh tính của nghi phạm cũng như nạn nhân không được cảnh sát tiết lộ, nhưng cảnh sát cho biết nạn nhân vào khoảng 40 tuổi. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì có một ông đã bắn chết hai người ở Los Angeles, bị cảnh sát rượt đến Fullerton và tử vong. Một ông dường như bắn bừa bãi vào người ngồi trên xe ở Los Angeles hôm thứ Ba 27 tháng 4, khiến hai người chết và một người bị thương, rồi bị cảnh sát rượt đến Orange County và thiệt mạng ở đó, theo nhật báo The Orange County Register. Hôm thứ Tư thì cảnh sát Los Angeles, viết tắt là LAPD, xác nhận nghi can là Carlos Lopez, 49 tuổi. Hiện chưa rõ nghi can là cư dân thành phố nào. LAPD cho hay họ đang điều tra tại sao ông ta bắn người khác. Cảnh sát cũng chưa công bố nguyên nhân nghi can Lopez tử vong. Cụ thể có phải do ông bị ít nhất một cảnh sát viên bắn chết hay ông ta tự bắn mình. Nhưng LAPD loan báo ông Lopez bị bắn và bị nhiều vết thương do trúng đạn. Hai nạn nhân thiệt mạng nêu trên là Alexis Cabajo, 24 tuổi và Mingzi Zhu, 42 tuổi, cư dân South Pasadena, theo LAPD. Sáng sớm hôm thứ Ba, thì ông Lopez bắn súng bừa bãi ở Exposition Park và trung tâm Los Angeles. Ngay trước 1 giờ sáng, thì ông Lopez lái chiếc xe Jeep Cherokee đến sát một chiếc gần đường Exposition và đường Figueroa và bắn nạn nhân đầu tiên, làm sức ra đầu, theo cảnh sát cho biết. Sau đó, thì ông Lopez đến gần anh Cabazal và vợ mới cưới đang ngồi trên xe chờ ở tiệm Starbucks ở góc đường Figueroa và đường 28. Cảnh sát cho hay, anh Cabazal nói vài câu với ông Lopez rồi bị bắn nhiều phát. Khoảng 20 phút sau, thì ông Lopez lái xe đến sát chiếc Cadillac Escalade ở góc đường Figueroa và đường số 7, rồi bắn vào cửa kính phía tài xế làm thiệt mạng anh Du, theo cảnh sát. Cảnh sát nhìn thấy xe của ông Lopez và bắt đầu đuổi theo. Cảnh sát cho biết ông ta bắn một phát nữa suýt trúng một người khác, rồi dường như nhắm bắn cảnh sát nhưng trúng một chiếc Tesla. Trong cuộc rượt đuổi kéo dài nhiều tiếng đồng hồ thì cảnh sát tung ra miếng đinh trên đường chạy của ông Lopez và cuối cùng chiếc xe Jeep ngừng lại trên xa lộ 91 ở Fullerton. Ông ta ở yên trên xe. Cảnh sát dùng loa và đưa cả người thân của nghi can đến để cố thương thuyết với ông ta nhưng không thành công. Cuộc thương thuyết làm xe cộ bị kẹt suốt nhiều giờ. Không lâu sau 5 giờ sáng, đặc nhiệm SWAT phun hơi cay vào chiếc xe Jeep và ông Lopez bắn cảnh sát, khiến cảnh sát bắn trả, theo LAPD. Sau đó thì cảnh sát tìm thấy ông ta thiệt mạng trên xe và tịch thu một khẩu súng, cảnh sát cho biết. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì tiệm vàng Tony Jewelry trong Grand Chantory bị cướp, cư dân San Jose hoang mang. Vào khoảng 4 giờ chiều thứ Bảy ngày 24 tháng 4 thì tiệm vàng Tony Jewelry ở Grand Chantory Mall tại thành phố San Jose bị cướp rất táo bạo, làm chấn động cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây và gây hoang mang cho tất cả các cơ sở kinh doanh trong khu thương mại của người Việt nổi tiếng sầm uất này. Ông Hùng, chủ một tiệm thức ăn trong khu thương mại này, kể với đài SBTN: "Chiều hôm đó quán của tôi đông khách, tôi bỗng nghe hai tiếng như súng nổ nên nghĩ ngay đến việc có người vào mall của người châu Á bắn nên la lớn đóng cửa lại. Vừa lúc đó thì tôi nghe ăn cướp tôi nhìn thì thấy thoáng có người chạy ra. Nghĩ là tên cướp, thằng cháu tôi rượt theo, nhưng lúc đó hắn đã cao chạy xa bay,
tướng nó rất to và cao. Những thương nhân trong Grand Chantry cho biết họ nghe kẻ tên cướp vô tiệm vàng xịt hơi cay. Người chủ tiệm phải vào bệnh viện, ba nhân viên khác thì bị xỉu. Khi được báo, cảnh sát đã có mặt. Ông Victor, chủ nhân tiệm vàng Vĩnh Thành cho biết tình hình an ninh mỗi ngày mỗi tệ, không giống như ngày xưa. Ngoài đường thì người vô gia cư rất nhiều, còn ở bên trong thì ngày càng lộn xộn. Vì thế người mua lẫn bán đều có nỗi lo chung. Theo nhiều người, nếu tình trạng này kéo dài thì mò sẽ giảm khách và người thuê mướn mặt bằng sẽ càng lo sợ khi mở tiệm vàng hoặc kinh doanh những mặt hàng có giá trị. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một cậu học sinh lén nhét mảnh giấy vào tay trước khi xuống xe. Tài xế xe buýt đọc xong tức tốc báo cảnh sát và câu chuyện bất ngờ đằng sau. Cảnh sát tiểu bang New Mexico tiết lộ về vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận. Theo đó, từ thứ Sáu ngày 23 tháng 4, họ nhận được cuộc gọi từ một người tài xế xe buýt đưa đón học sinh sau khi ông này nhận được tờ giấy nhắn bí ẩn từ một cậu bé trước khi xuống xe về nhà. Bên trong viết nội dung đáng ngờ. Được hay, nguồn cơn bắt đầu từ việc một bà mẹ ở Las Cruces bị bạo hành kinh hoàng tại nhà mình bởi người bạn trai 40 tuổi. Cô bị bóp cổ, thậm chí hắn ta còn dùng vỏ gối và áo sơ mi để làm cô ngạt thở khi cả hai rơi vào cuộc ẩu đả cãi vã kéo dài suốt đêm. Theo cảnh sát thì Alvarado còn dọa giết cô. Họ cho hay vì bị bạn trai hành hung, nhốt giam và còn thu mất điện thoại di động, cô này tuyệt vọng không thể cầu cứu bất kỳ ai vì tất cả các con đều còn rất nhỏ, chỉ còn biết nhờ đến hai đứa lớn nhất đang tuổi đi học của mình. Theo đó, cô đưa tờ giấy nhắn với nội dung cầu cứu cho các con và dặn nhét vào tay tài xế xe buýt trước khi xuống xe để về nhà. Cảnh sát cho hay người tài xế đã gọi 911 sau khi đọc được nội dung bên trong đó. Khi tiếp cận được đến nhà họ thì cảnh sát tìm thấy người phụ nữ với những vết cắt bầm tím và chảy xước, kịp thời giải thoát cho cô. Người đàn ông có tên là Alvaro sau đó đã bị buộc tội cho hành vi bạo hành và tước đoạt tài sản của mình. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một thanh niên đã đốt đồn cảnh sát ở Minneapolis bị phạt 12 triệu đô la. Một thanh niên đã bị phạt 12 triệu đô vì đốt đồn cảnh sát ở Minneapolis thuộc tiểu bang Minnesota trong đợt biểu tình bạo loạn sau cái chết của ông George Floyd năm ngoái, theo BBC hôm thứ Năm 29 tháng 4. Anh Dylan Shakespeare Robinson, 23 tuổi, sẽ phải nộp phạt sau khi ngồi tù 4 năm. Luật sư của anh Robinson cho hay không có chút cơ hội thực tế nào thân chủ của ông sẽ trả nổi số tiền phạt khổng lồ đó. Ông Floyd bị cảnh sát làm thiệt mạng tháng 5 năm ngoái ở Minneapolis, dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình bạo loạn suốt nhiều tuần lễ. Trong thời gian đó thì nạn hôi của, đốt phá và bạo lực lan tràn ở thành phố này. Trong số những người biểu tình quá khích thì có anh Robinson, cư dân Brainerd thuộc tiểu bang Minnesota, cách Minneapolis khoảng 120 dặm về phía bắc. Theo các công tố viên thì anh Robinson đốt bom xăng rồi một người khác ném vào đồn cảnh sát Minneapolis khu vực 3 làm tòa nhà bốc cháy. Anh Robinson không chịu biểu tình đúng luật pháp mà lại tham gia bạo động và phá hoại. Ông Anders Funk, công tố viên liên bang, ra thông báo cho hay vụ đốt phá gây nguy hiểm cho tính mạng người khác, đồng thời góp phần làm tình trạng bạo loạn lan rộng ở Minneapolis. Tháng 12 năm ngoái, anh Robinson nhận tội đồng lõa cố ý đốt phá. Ba người khác có liên quan cũng nhận tội này, nhưng chưa bị kết án. Luật sư của anh Robinson cũng đại diện cho ba người kia, cho rằng việc chỉ có thân chủ của ông bị xét xử là không công bằng, vì hàng ngàn người khác cũng bạo loạn thời gian đó. Theo văn phòng ông Funk, nơi khởi tố vụ này, số tiền phạt 12 triệu đô la đối với anh Robinson sẽ được thu bằng nhiều cách, như là lương, chương mục ngân hàng, tiền hưu và trả góp hàng tháng theo chánh án chỉ định. Ông Michael Pohn, đại diện văn phòng FBI ở Minneapolis, ra thông báo khẳng định phạt như vậy là hợp lý. Mối nguy hiểm mà bị cáo gây ra trong vụ này là rất thật, ông nói. Đây không phải lần đầu tiên tòa án Mỹ phạt nhiều tiền như vậy. Năm 2018, chánh án ở Oregon phạt một thiếu niên 15 tuổi hơn 36 triệu đô la sau khi cậu ta thú nhận
gây ra trận cháy rừng kéo dài nhiều tháng. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì cháy nhà ở Santa Ana, gia đình có 6 người kịp thời chạy thoát. Một gia đình 6 người ở Santa Ana may mắn thoát chết sau khi garage của họ bốc cháy vào tối hôm thứ Tư 28 tháng 4 và lính cứu hỏa cho rằng có người phóng hỏa. Theo đài KTLA, chỉ huy Mike Summers của sở cứu hỏa Orange County cho biết có người báo cháy nhà tại khu số 1400 trên đường Bouchard lúc 11 giờ tối và chỉ có garage bị cháy. Video từ máy thu hình an ninh của khu dân cư này cho thấy khói bốc lên từ garage, sau đó có một người bỏ chạy tại cửa trước. Chỉ vài giây sau thì hai cư dân chạy ra khỏi nhà và hét lên để kêu trẻ em trong nhà chạy ra ngoài. Ông Juan Barajas sống trong căn nhà bị cháy với vợ và 4 người con. Kể với đài KTLA, họ mới kêu con cái đi ngủ xong thì phát hiện garage đang cháy. Vợ của ông Barajas thấy vậy liền gọi 911. Tôi thấy có gì màu cam rất sáng rồi mới nhận ra đó là lửa và liền bật dậy để nói với vợ là nhà đang cháy, ông Barajas kể. Hai vợ chồng giúp 4 người con và con chó chạy ra khỏi nhà kịp thời, còn giúp được những người khác trong nhà chạy ra ngoài. Lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy chỉ trong vòng 12 phút. Sau đó thì gọi các điều tra viên đến làm việc qua đêm. Sở cứu hỏa Orange County và Sở Cảnh sát Santa Ana đang xem lại video từ máy thu hình an ninh để điều tra. Gia đình Barajas không có bảo hiểm cho người thuê nhà và một người bạn đang mở một trang GoFundMe để giúp họ thay thế những thứ bị đốt cháy trong garage, trong đó có nhiều đồ nghề của người chồng. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì tại tiểu bang Washington, một công ty luật ở Seattle đã đệ đơn kiện liên bang chống lại thành phố Seattle về cái chết của Lorenzo Anderson, 19 tuổi, trong vụ xả súng vào năm ngoái bên trong khu chóp cũ trên đồi Capitol. Đơn kiện được nộp thay cho mẹ của Anderson là Donita Sinclair, cáo buộc các quan chức Seattle đã tạo ra một môi trường nguy hiểm và không hỗ trợ Anderson sau khi anh ta bị bắn. Khu vực chóp là một khu vực gồm nhiều khu nhà được hình thành khi cảnh sát đã từ bỏ khu vực phía đông vào ngày 8 tháng 6 trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang diễn ra sau khi George Floyd bị giết. Và khu vực này đã được bao quanh bởi các chướng ngại vật và được gọi là khu vực cấm cảnh sát. Anderson là một thiếu niên có nhu cầu đặc biệt, đã bị bắn ít nhất 4 lần khi đến thăm khu chóp vào ngày 20 tháng 6. Nghi phạm xả súng sau đó được xác định có tên là Marshall Long. Người này đã bỏ trốn, sau đó và vẫn còn lẩn trốn, anh ta đã bị buộc tội giết người cấp độ 1. Theo đơn kiện, thì các nhân viên y tế của Sở Cứu Hỏa Seattle đã được bố trí cách hiện trường vụ nổ súng một đoạn rưỡi, nhưng từ chối hỗ trợ. Anderson cuối cùng được đưa đến bệnh viện bởi những người dân thường trên một chiếc xe bán tải. Anh ta được cho là đã chết tại bệnh viện. Mẹ của Anderson, người làm việc với những thanh thiếu niên có nguy cơ, nói rằng bà muốn có câu trả lời cho cái chết của con trai mình. Giải thích cho tôi lý do tại sao họ lại không vào đó và giúp con trai tôi. Trước khi xảy ra vụ nổ súng, thì thị trưởng Durkin cho biết khu vực chóp có thể dẫn đến một mùa hè của tình yêu và một khu vực hội họp trong một cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, đơn kiện nói rằng thực tế thì khác xa và cáo buộc rằng quyết định của thành phố từ bỏ khu vực này là vô pháp và nguy hiểm có thể thấy trước, bao gồm bạo lực, phá hoại và sử dụng ma túy công khai. Các chủ doanh nghiệp địa phương bị đe dọa trả đũa nếu họ cố gắng vẽ bậy lên khắp nơi, đơn kiện cho biết. Trong khi đó, thành phố đã kích hoạt chóp bằng cách cung cấp nhà vệ sinh di động, hệ thống chiếu sáng và các hỗ trợ khác, đồng thời bỏ qua vấn đề an toàn công cộng, theo đơn kiện. Vào đêm ngày 20 tháng 6, thì đơn kiện cho biết cảnh sát thành phố Seattle và các nhân viên y tế biết là Anderson đã bị bắn và đang cần hỗ trợ y tế nhưng từ chối vào khu vực và giúp đỡ, nói rằng nó đã quá nguy hiểm. Mark Lindquist, luật sư đại diện cho Sinclair, cho biết một mục tiêu của vụ kiện là lật tẩy sự thật. Các quan chức thành phố không thể có nó theo cả hai cách. Một ngày nào đó là mùa hè của tình yêu và ngày hôm sau, việc cảnh sát và y tế giúp đỡ một người sắp chết là quá nguy hiểm. Vào ngày 1 tháng 7, thì thị trưởng Durkin đã ban hành lệnh hành pháp
để chiếm lại khu vực cảnh sát và chóp. Trong quá trình này, các vụ bắt giữ đã được thực hiện, nhưng không có bạo lực hoặc là phản kháng đáng kể. Các quan chức thành phố Seattle từ chối đưa ra tuyên bố về vụ kiện, nói rằng họ thường không bình luận về các vấn đề có thể xảy ra hoặc đang chờ kiện tụng. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì biểu tình làm gián đoạn bài diễn văn 100 ngày đầu nhiệm kỳ của ông Joe Biden. Buổi tập hợp đánh dấu 100 ngày đầu tiên nhiệm kỳ của ông Joe Biden diễn ra tại Georgia đã bị gián đoạn ngay từ lúc bắt đầu bởi những người biểu tình kêu gọi đóng cửa các trung tâm tạm giam di dân và đóng cửa cơ quan thực thi di trú và quan thuế liên bang ICE. Ông Biden đang cảm ơn cử tri Georgia trong phần đầu bài phát biểu, thì những người biểu tình hô lớn, chấm dứt tạm giam ngay bây giờ và bãi bỏ ICE. Một người biểu tình lớn tiếng, gia đình chúng tôi đang chết dần, và người này cho biết họ đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden vào năm 2020. Tôi đồng tình với anh, ông Joe Biden nói với, tôi đang làm việc về vấn đề này, cho tôi khoảng 5 ngày nữa. Sẽ không có những nhà tù tư nhân, chấm hết, Biden nói thêm. Hiện không rõ có phải ông Joe Biden đang chuẩn bị ký sắc lệnh về vấn đề này hay không, nhưng ông đã ký một sắc lệnh một tuần sau khi nhậm chức, trong đó chỉ thị cho Bộ Tư pháp chấm dứt phụ thuộc vào nhà tù tư nhân. Tuy vậy, ông vẫn bị áp lực từ giới cấp tiến muốn chấm dứt các trung tâm tạm giam di dân vào Mỹ bất hợp pháp. Những người biểu tình cuối cùng thì được hộ tống ra khỏi buổi tập hợp với người tham dự ngồi trong xe. Ông Joe Biden và đệ nhất phu nhân đã bay sang Georgia đánh dấu 100 ngày đầu nhiệm kỳ. Georgia có ý nghĩa đặc biệt với ông Joe Biden nhờ vòng bầu cử đặc biệt vào tháng 1 ở đây đã trao cho Dân Chủ thêm 2 thượng nghị sĩ, mang lại cho họ thế đa số xít sao tại Thượng viện và giúp ông Joe Biden thông qua phần nào chương trình nghị sự của ông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Kaden Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị chưa nhấn nút subscribe và nhấn cái chuông ở bên phải của nút subscribe, thì mong quý vị hãy nhấn cái nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh. Chân thành cảm ơn quý vị.